Các bị cáo Lê Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải phạm các tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Các bị cáo Phạm Đình Trọng, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang phạm tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phạm Nhật Vũ phạm tội đưa hối lộ. Về điều khoản áp dụng và hình phạt: 1. Áp dụng khoản 3 điều 220 điểm A khoản 4 điều 354 điểm B điểm R S V X khoản 1 khoản 2 điều 51 điểm B điểm B điểm R đối với tội nhận hối lộ. Điều 58, điều 38, điều 39, điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Bắc Son chấp hành hình phạt chung cho hai tội là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính